Bạn thường nghe nói, nhà bạn có vài sào ruộng làm nông nghiệp, nhưng bạn có thắc mắc rằng, một sào bằng bao nhiêu mét vuông không? Và có một điều thật sự thú vị là diện tích của một sào Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ lại khác nhau. Cùng mình tìm hiểu nhé! Sào là đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp, được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Tuy được sử dụng ở khắp mọi miền của Tổ quốc nhưng sự thật thì, ở mỗi vùng miền lại quy định khác nhau số diện tích đất ứng với một sào. Khác biệt như sau. Ở miền Bắc, một sào bằng 360 m², miền Trung một sào bằng 500 m², còn miền Nam thì một sào bằng tận 1000 m². Nhưng cả nước đều quy định rằng một mẫu bằng 10 sào. Vì vậy, một mẫu ở Bắc, Trung, Nam có diện tích lần lượt là 3600, 5000, 10000 m². Các anh tán bạn mà cùng có một sào ruộng thì anh miền Nam uy tín nhất bạn nhé. Nhân tiện chúng ta cùng tìm hiểu thêm xem 1 hecta bằng bao nhiêu mét vuông. Theo bảng đơn vị đo lường quốc tế chuẩn, 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Như vậy một mẫu Bắc, Trung, Nam Bộ bằng 0.36, 0.5, 1 hecta. Hy vọng xem xong video này bạn sẽ có thêm chút kiến thức đo lường đất nông nghiệp. Nếu bạn là người làm nông nghiệp thì những phép quy đổi này là điều rất cần thiết để giúp bạn hiểu hơn về mảnh đất của gia đình mình. Thực sự mình rất cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để cùng mình học hỏi thêm nhiều kiến thức khác bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.